Thời gian dần qua tình người tựa như máy bay lướt trôi. Tình yêu vật chất đời này chỉ là hư danh thoáng qua. Tìm đâu anh hỡi cuộc đời, chỉ ta chìm trong biển tối. Sao quá đắng cay, sao quá xót xa kiếp người. Nhìn đôi bàn tay cuộc đời đã gây ra bao sâu xa, tội lỗi trong chất ngập tràn tận nơi con tim ra bao. Thù oán ghen ghét sục vòng dìm ta chìm trong biển tội. Chẳng biết lối ra, ta cứ hoang mang chết lặng. Tìm đâu cho ta được tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thư thả. Ngày dần qua con tim ta heo mòn, cho tình thương cho ta nương náu. Giê-xu đem cho ta được bình yên, khi dùng huyết Giê-xu đã xóa bồi mọi tội lỗi, con xin ăn năn con trở về. Nhìn đôi bàn tay cuộc đời đã gây ra bao sâu xa, tội lỗi trong chất ngập tràn tận nơi con tim ra bao. Thù oán ghen ghét sục vòng dìm ta chìm trong biển tội. Chẳng biết lối ra, ta cứ hoang mang chết lặng. Cho ta một tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thư thả. Ngày dần qua con tim ta heo mòn, cho tình thương cho ta nương náu. Giê-xu đem cho ta được bình yên, kia dùng huyết Giê-xu đã xóa bồi mọi tội lỗi, con xin ăn năn con trở về. Tìm đâu cho ta một tình yêu, tìm đâu cho ta nơi thư thả. Ngày dần qua con tim ta heo mòn, cho tình thương cho ta nương náu. Giê-xu đem cho ta được bình yên, kia dùng huyết Giê-xu đã xóa bồi mọi tội lỗi, con xin ăn năn con trở về. Mọi tội lỗi con xin ăn năn con trở về. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu cho phép tôi hỏi quý vị rằng ai là nhân vật chính trong đêm Giáng sinh, thì có lẽ tất cả quý vị ở đây đều có thể trả lời được, đó chính là Chúa Giê-xu. Tôi tin chắc là như vậy. Nhưng nếu cho tôi hỏi thêm quý vị một câu, tại sao Chúa Giê-xu lại Giáng sinh?